Người ta tạo tường đây, ta vào World này, World Architecture này. Thì trong World Architecture các bạn sẽ thấy đây, trong phần World này nó sẽ chia ra làm ba cái loại tường chính. Đó là Basic World này, là cái tường cơ bản đấy. Cái tường Basic này là tường cơ bản. Và tường thứ hai là cái phần Curtain World, là cái phần về vách kính ấy, liên quan đến toàn bộ các phần vách kính. Và cái thứ ba là tường Stack World, là tường này nó có nhiều lớp mà theo cao độ khác nhau nha. Thì thực tế trong tường ấy thì nó sẽ có ba cái kiểu chính này, và trong mỗi kiểu chính này, trong cái mỗi kiểu tường Basic World này, nó sẽ chia ra làm nhiều kiểu tường khác nhau. Thì bản chất trong cái tường này nó sẽ chia ra là cái tường là tường tường core, có nghĩa là tường exterior, có nghĩa là tường ngoại thất và tường nội thất. Các hiểu nhỉ? Nó chia ra tường facade riêng ấy và tường nội thất riêng ấy. Giống như việc là sau này nếu mà các bạn làm tường xây, các bạn làm thiết kế, các bạn sẽ hiểu là tất cả các phần hành lang chống cháy là một loại tường, tường facade là một loại tường và tường nội thất là một loại tường, đúng không? Thì ít nhất là mình cũng phải có ba cái loại đấy rồi, đúng không? Là hay khác nhau rồi và kích thước nó khác nhau. Đó, thì bây giờ tôi chọn basic thôi, tôi chọn một cái brick 200. Thì khi mình chọn cái tường này ấy, thì các bạn sẽ thấy đây nó sẽ có cao độ là từ tầng 1 cho đến tầng nào. Ví dụ từ tầng 1 đến tầng 2, nếu các bạn để đặt ở đây là gì? Uncollected, có nghĩa là chiều cao mặc định của nó là 4m1. Có nghĩa là cái này mình có thể nhập thoải mái, nó cao lên cao xuống thoải mái. Còn đây là mình gán nó với level thì nó là từ tầng 1 cho đến tầng gì? Tầng 2. Uncollected nó là 3m rưỡi. Thì bây giờ tôi vẽ một điểm, các bạn vẽ như đường line, vẽ từ đây qua bên này. Thì đây chúng ta được một cái tường nha. Bạn thấy không? Cái tường có chọn vào tường này. Các bạn edit tile này và các bạn duplicate, cái này các bạn thao tác tương tự thôi. Đúng không? Thì cái cách đặt tên tường này thì nó cũng là một cách mà để chúng ta làm. Thường ấy thì tôi sẽ đặt tường này theo tường ngoại thất hay tường nội thất. Thì ví dụ tường tôi đặt là world. Ví dụ như tường này là cái tường ngoại thất thì tôi đặt là W kép E. Đấy nha. Ví dụ như đây. Ví dụ như có lớp vữa chát thì nó sẽ là 10 năm. Đấy nha. Và ở đây nó sẽ là ví dụ như tường 220 và đây là 10 năm. Đúng không? Thì đây là tường có hai lớp vữa chát. Đúng không? Thì những cái này và đến phiên bản Revit 2022 này là nó có thể tắt được vữa chát đi. Nên cái nét in của nó trên mặt bằng tường xây sẽ rất là đẹp. Đấy nha. Nó cũng có xem thêm nhiều tính năng mới đấy. Yeah, ok. Thì edit đây. Thì các bạn vào preview các bạn có thể nhìn đấy, đây là một cái tường, mặt bằng của tường ấy. Thì các bạn sẽ thấy đây là structure, là lớp 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 lõi, lớp core ấy, là lớp lõi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là 220. Thì nó sẽ dày ra 220. Còn các bạn insert up lên trên. Up thì các bạn chọn đây là 10 năm là lớp vữa chát. Và các bạn phải chọn đây cho tôi là finish 1. Đúng không? Ví dụ chọn này insert, các bạn phải down xuống dưới nằm ngoài lớp core boundary này. Này. Đây để là finish 1. Nó sẽ tính từ tâm ra. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Nó sẽ tính từ tâm này là thì cái đường core boundary này chính là cái gì? Chính là cái đèn nét màu xanh này, là nó phân phân giữa lớp kết cấu và lớp hoàn thiện. Để sau này giữa hai tường nó join lại với nhau ấy thì nó sẽ là lớp kết cấu join với lớp kết cấu và lớp hoàn thiện join với lớp hoàn thiện. Các bạn hiểu ý tôi nhá. Ví dụ tường nó cùng với tường còn ốp gỗ thì kệ nó thôi, nó nhô ra kệ nó thôi. Ví dụ như vậy. Ok. Rồi ok. Thì các bạn sẽ thấy tường này, để mà nhìn thấy nét này các bạn để chọn vào chế độ ở đây, nó có chế độ này là detail, detail level, chọn này. Thì mọi người chế độ đơn giản ấy, ví dụ như là phần wash thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái nét này nó chỉ là đơn giản thôi. Lệnh thin line các bạn được học rồi đúng không? Nét đậm, nét mảnh này. Thấy không? Nhưng mà khi các bạn để chế độ là million là bắt đầu là nó cũng có bắt đầu thêm này. Còn nếu các bạn để chế độ là file thì nó sẽ nhìn thấy nét vữa chát, nếu mà các bạn tích vào tin bạn nhìn thấy đây không, đúng không? Còn nếu các bạn để là gì quát nó sẽ không nhìn thấy. Thì cái này tùy mức độ hiển thị. Ví dụ như các bạn làm phần concept, nếu mà các bạn muốn đơn giản thì các bạn chỉ cần để mức độ này thôi, không cần nhiều nét. Còn khi mà các bạn muốn làm chi tiết thì các bạn để file. Các hiểu ý tôi không nhỉ? Đó thì chúng ta sẽ chọn đây tường, thì đây là một kiểu tường, chọn đây tôi copy ra chọn này. Thì cái tường này tường ngoại thất thì các bạn sẽ thấy ở đây vào edit file thì các bạn phải lưu ý cho tôi ấy, cái tường ngoại thất thì nó có phần là chức năng, đây là function, function là chức năng của nó là tường ngoại thất. Các bạn thấy tường ngoại thất đây không? Đó thì sau này các bạn nếu mà các bạn quản lý tốt cái phần tường này thì sau này các bạn mới thống kê được nó là thống kê bao nhiêu khối tường
ngoại thất, cái từ facade đấy, bao nhiêu khối tường nội thất, khối xây nó khác nhau mà, đúng không? Định mức nó khác nhau đấy. Đó. Ok, thì chúng ta phân loại cho chỗ chọn đây. Edit thoại bây giờ cái này tôi chỉ đơn giản để đáp ý kết, thì các bạn chỉ chọn đây, ví dụ như tường bên trong là 110 chẳng hạn, tường ngoại thất 110 đây. Ok, thì các bạn chọn đây và các bạn chỉ chọn đây rồi là 110. Ok. Ok. Thì đây. Còn nếu tường nội thất thì các bạn có thể chọn đây này. Copy. Đây. Chọn này. Edit thoại. Duplicate này. Thì các bạn sửa cho tôi tên ở đây, ví dụ như là WI chẳng hạn. Đúng không? Các bạn nó duplicate nó thêm một số 2 này. Ok. Thì các bạn chọn tôi đấy, cái function chức năng ở đây của nó là gì? Là interior. Ok. Nha, chọn này. Edit thoại. Duplicate này, chọn này là y. Nha. Ok, chọn đây. Ví dụ như ở đây các bạn chọn ở đây nó sẽ là interior. Đây nha. Cái gì kêu ấy? Em tắt nó đi rồi anh. Đây. Thì ví dụ như các bạn sau này các bạn muốn thêm một cái tường nữa, ví dụ như tường xi măng cốt liệu hay tường gì, hay tường brick như hay là cái gì, các bạn đặt là gì tùy. Ví dụ như là xi măng cốt liệu, ví dụ như là đây, một lỗ rỗng, hai lỗ rỗng, thì các bạn có thể chọn này, edit twice, duplicate, thì các bạn có thể chọn ở đây là xi măng cốt liệu đấy nhá. Đây. Đúng không? Ví dụ các bạn ghi đây là xi măng cốt liệu. Đúng không? Ví dụ như là lớp vữa chát là bao nhiêu, ví dụ tường ở đây là tường 140. Đúng không? Lớp vữa chát là 10 năm, 10 năm. Đúng không? Đấy, ví dụ như vậy. Hoặc là các bạn có thể là chọn ở đây là tường này là tường 100. Xi măng cốt liệu. Đúng không? Đấy, hoặc là các bạn có thể là chọn ở đây, thường thì cách đặt tên của tôi là WE. Ví dụ như tường ở đây nó sẽ là ví dụ tường 220, 200, 10 năm, 10 năm, và tôi chọn ở đây là xi măng cốt liệu. Có nghĩa là tôi luôn để cái vật liệu phía sau. Đấy, phần mô tả ấy. Ừ. Thì ví dụ như vậy, ok, thì nó chọn này là exterior, nó ra ngoài, ok, thì đây là một cái loại tường thứ ba, đó, thì đây là tôi đang thiết lập các cái phần tường mà theo các cái phần thiết lập cái tường basic wall, đúng không, và thiết lập cái tường theo cái tiêu chuẩn, ví dụ như là mọi người có thể đặt nó ra sao thiết lập, thì những cái này sau này mà chúng ta đã làm thì nó thành một cái template rồi, nó giống như layer ấy, để chúng ta vào cái này chúng ta có, chúng ta vẽ luôn thôi. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Rồi, thế mọi người thử làm với tôi cái này xem nào.